Hôm nay ngày 16 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo có trong vụ kit xét nghiệm Việt Á có kháng cáo tiếp diễn. Ngay trước đó, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã trả lời thẩm vấn, nói bản thân không phải chủ mưu. Trong số 38 bị cáo của vụ án, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị xác định giữ vai trò lớn nhất ở hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Việt bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù về hai tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Quốc Việt vẫn giữ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ông chủ Việt Á mong hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh phạm tội, bởi theo bị cáo này, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như vậy, khó có thể không phạm tội. Bị cáo Phan Quốc Việt còn cho rằng bản thân chỉ là đồng phạm, không phải chủ mưu, bởi chính các cơ sở y tế liên hệ với bị cáo này. Cũng theo bị cáo Việt, những thiệt hại tại các tỉnh thì CDC cũng phải bồi thường, chứ không thể quy riêng cho bị cáo. Ông chủ Việt Á nói, ký xét nghiệm không phải là mặt hàng nhà nước áp giá, mà theo giá thị trường, thuận mua, vừa bán. Công ty Việt Á công bố ra bán ký xét nghiệm, đơn vị nào đồng ý thì mua việt á sau đó nộp thuế cho nhà nước và công ty việt á không có nghĩa vụ chứng minh các khoản chi phí sản xuất